Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63 quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử, trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Nghị định nêu rõ việc tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp lý, khoa học, không yêu cầu nộp bản giấy, chuyển phương thức xử lý tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người yêu cầu và cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tiếp thu, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.